Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Trước trận gặp Việt Nam, cổ động viên Indonesia tuyên bố sau đội tuyển U22 Thái Lan và Singapore, Việt Nam sẽ là nạn nhân thứ ba. Cổ động viên Indonesia đang tỏ ra rất tự tin về đội nhà. Họ cho rằng đánh bại U22 Việt Nam ở thời điểm này là điều không khó. U22 Indonesia đang có khởi đầu đẹp như mơ tại SEA Games 30 với hai chiến thắng liên tiếp trước Thái Lan và Singapore. Cổ động viên nước này qua đó cũng được một phen lên mặt. Họ cho rằng U22 Indonesia sẽ biết cách để giành chiến thắng trước những chiến binh sao vàng ở màn đối đầu sắp tới. Chúng ta lại giành trọn vẹn 3 điểm. Bảng này chỉ còn Việt Nam là đối thủ thật sự. Hãy biến họ thành nạn nhân tiếp theo và sau đó mang chiếc huy chương vàng về nhà. Một cổ động viên đã nhận định như vậy. Người hâm mộ khác thì cho hay, sau Thái Lan và Singapore, Việt Nam sẽ là nạn nhân thứ ba của chúng ta trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30. U22 Indonesia giành trọn 6 điểm sau 2 chiến thắng. Trận đấu gần nhất của họ là thắng lợi 2-0 trước Singapore. Các cổ động viên xứ sở vạn đảo qua đó cũng bày tỏ sự tự hào với màn trình diễn của đội nhà. Ở hai trận đã qua, các cầu thủ Indonesia di chuyển không bóng rất tốt để tạo ra không gian trống và ghi bàn. Đá như thế này thì chúng ta cần gì phải sợ Việt Nam. Chúng tôi hạnh phúc và tự hào về những gì mà các cầu thủ trẻ của Indo đang thể hiện. Một cổ động viên đã nói như vậy. Báo chí Indonesia cho rằng Quang Hải sinh ra là để chiến thắng. Tờ Fox Sports Indonesia dành lời khen ngợi cho Nguyễn Quang Hải trước khi Việt Nam đối đầu Indonesia ở SEA Games 30. Fox Sports phiên bản Indonesia vừa đưa ra danh sách những cầu thủ được quan tâm nhất ở bóng đá nam SEA Games 30. Quang Hải của đội tuyển U22 Việt Nam là một trong số này. Quang Hải là một cầu thủ xuất sắc, một nhà lãnh đạo tuyệt vời, Fox Sports Indonesia đã khen ngợi. Bài báo nhấn mạnh, Quang Hải là một trong những tài năng đã được theo dõi từ rất lâu, không chỉ ở Đông Nam Á. Anh được sinh ra để chinh phục các danh hiệu. Quả thực, Quang Hải là một trong những cầu thủ dưới 23 tuổi có nhiều danh hiệu nhất. Cho đến nay, cầu thủ Hà Nội FC đã giành được 7 danh hiệu lớn, bao gồm cả chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam. U22 Việt Nam có 2 chiến thắng liên tiếp, ghi 12 bàn thắng. Quang Hải tham dự trận thắng U22 Lào với tỷ số 6-1 và bản thân anh có một pha lập công đẳng cấp. Fox Sports Indonesia lại nhận định Quang Hải là vũ khí quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam trên hành trình tìm kiếm vinh quang ở SEA Games 2019. Quang Hải nổi tiếng với khả năng đá phạt trực tiếp, như trở thành một phong cách rất riêng. Anh là đội trưởng và là niềm hy vọng lớn của đội tuyển U22 Việt Nam trong cuộc chiến ở SEA Games 30. Còn truyền thông Indonesia nhắc lại ký ức không vui trước trận gặp U22 Việt Nam. Báo chí Indonesia dù tự tin vào sức mạnh của đội nhà, nhưng cũng đánh giá U22 Việt Nam là thử thách cực đại trên con đường chinh phục huy chương vàng SEA Games 30. Đây là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu bảng B ở thời điểm hiện tại, khi mà cả hai đội đều cùng đạt được 6 điểm, chỉ khác nhau về hiệu số. Tờ Indo Sport đã nhận định về trận đấu. U22 Việt Nam luôn là một thử thách rất lớn. Họ luôn biết cách gây ra khó khăn cho đội tuyển U22 Indonesia mỗi khi đối đầu. Còn nhớ, ở lần gặp nhau hồi đầu năm nay, chính Việt Nam đã khiến cho Indonesia mất vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trên lý thuyết, lợi thế đang thuộc về U22 Indonesia khi mà họ đã gặp các đối thủ mạnh hơn ở bảng B là Thái Lan, Singapore. Ngoài trận quyết chiến với đội tuyển U22 Việt Nam, thì đội tuyển U22 Indonesia chỉ còn có 2 trận đấu với các đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Brunei và Lào. Cũng vì lẽ đó, dù đánh giá cao U22 Việt Nam, nhưng truyền thông Indonesia cũng rất tự tin vào việc giành huy chương vàng ở SEA Games năm nay. Tấm huy chương vàng SEA Games 91 là lần gần nhất Indonesia đạt được tại Đại hội Đông Nam Á. SEA Games 2019 là cơ hội để Indonesia giải cơn khát này. U22 Indonesia thắng cả 2 trận vừa qua mà chưa thủng lưới. Indosport đã viết như vậy. Nếu tiếp tục đánh bại Indonesia ở lượt trận ngày 1 tháng 12, thầy chó Bang Seo sẽ có cơ hội lớn vào vòng bán kết. Còn phóng viên Hàn Quốc thì nhận định Thái Lan mạnh nhưng U22 Việt Nam sẽ vô địch. Phóng viên Hàn Quốc tin tưởng U22 Việt Nam sẽ vượt qua U22 Thái Lan để vô địch SEA Games 30. Phong độ ấn tượng tại SEA Games 2019 giúp thầy chó Bang Seo nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Hàn Quốc. Trong đó, một phóng viên Hàn Quốc tin tưởng U22 Việt Nam sẽ giành huy chương vàng. Trả lời báo giới, phóng viên này chia sẻ, Thái Lan là đối thủ lớn nhất của đội tuyển U22 Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa Bang Seo và Nishino cũng thú vị và hấp dẫn. Tôi nghĩ đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giành huy chương vàng. Bởi đội bóng của các bạn có nhiều cầu thủ giỏi, Quang Hải là ví dụ điển hình.
Một tờ báo khác của Indonesia thì tuyên bố hãy mang U22 Việt Nam tới đây. Báo chí Indo tỏ ra hào hứng sau hai chiến thắng của đội nhà trước các đội bóng mạnh và tỏ thái độ thách thức đội tuyển U22 Việt Nam. Người hâm mộ xứ vạn đảo cũng như truyền thông nước này như phát cuồng sau hai chiến thắng của đội tuyển U22 Indonesia trước U22 Thái Lan và U22 Singapore. Có thể hiểu được tâm lý phấn khích này khi đội tuyển quốc gia Indonesia đang thi đấu bết bát tại vòng loại World Cup. Khi đã thua cả 4 trận, U22 Indonesia như cứu tinh cho nền bóng đá xứ vạn đảo khỏi bẽ bàng trên trường quốc tế. Tờ Chubin News có bài phân tích gọi hai chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Indonesia là khởi đầu hoành tráng, đồng thời phân tích về đường đi dễ dàng tới bán kết khi chỉ gặp hai đối thủ yếu là Lào và Brunei ở các vòng đấu cuối. Đối thủ của chúng ta là đội tuyển U22 Việt Nam, họ cũng đã thắng rất tưng bừng. Nhưng Indonesia đang có tinh thần tốt, không việc gì phải sợ Việt Nam. Hãy đem U22 Việt Nam tới đây. Tờ báo này lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ, đồng thời truyền sự tự tin đến đông đảo người hâm mộ xứ vạn đảo. Tờ Bola cũng rất lạc quan về khả năng đi tiếp của đội tuyển U22 Indonesia. Tuy nhiên, họ dự đoán Indonesia có thể chia điểm với Việt Nam trong trận đấu khó lường diễn ra ngày 1 tháng 12 tới đây. Tờ CNN Indonesia thì tỏ ra thận trọng, kêu gọi các cầu thủ thi đấu bằng cái đầu lạnh, tránh xảy ra tình huống ẩu đả như trong trận gặp U22 Singapore. Các cầu thủ trẻ thi đấu rất nhiệt huyết, nhưng đôi khi họ không kiểm soát được mình. Nếu không nóng giận, thi đấu đúng theo đấu pháp, U22 Indonesia sẽ rất đáng gờm, tờ báo này cho biết như vậy. Trong khi đó, nhà cầm quân Indonesia thì khẳng định không được phép mắc sai lầm trước đội tuyển U22 Việt Nam. Huấn luyện viên của đội tuyển Indonesia có những chia sẻ trước thềm trận đấu quan trọng với đội tuyển U22 Việt Nam tại bảng B bóng đá nam SEA Games 30. Tôi muốn các cầu thủ hãy tập trung vào sức mạnh của chính đội bóng và không được mắc sai lầm trước đội tuyển U22 Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi phải tính toán kỹ trong việc duy trì trạng thái thể lực bởi quãng nghỉ giữa các trận là rất ngắn. Nhà cầm quân Indonesia nói về trận đấu sắp tới với đội tuyển U22 Việt Nam. U22 Indonesia giành trọn 6 điểm sau 2 chiến thắng. Trận đấu gần nhất của họ là thắng lợi 2-0 trước U22 Singapore ngày 28 tháng 11. Sau trận thắng nói trên, thuyền trưởng Indo đã cho các học trò nghỉ tập trong cả ngày 29 tháng 11. Nhà cầm quân này mong muốn các học trò của mình có thể lực tốt nhất trước trận đấu quan trọng với đội tuyển U22 Việt Nam. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia dẫn lời nhà cầm quân Indo, chương trình tập luyện ngày 29 tháng 11 chỉ có hồi phục, quãng nghỉ ngắn nên chúng tôi phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Nhà cầm quân của Indo không tiết lộ chi tiết nào liên quan tới chiến thuật trước trận gặp Việt Nam. Sau chiến thắng trước Singapore, ông muốn nghỉ ngơi trước khi đối đầu đội tuyển U22 Việt Nam. Tinh thần của Indonesia hiện rất tốt sau hai chiến thắng tại SEA Games 30. Mới đây, một tiền vệ Indo đã chia sẻ tham vọng của anh và đồng đội tại giải đấu này. Chúng tôi vẫn còn 3 trận ở phía trước, do đó không được phép bất cẩn. Chúng tôi muốn giành quyền vào bán kết, chung kết và sau đó là vô địch SEA Games. Cả đội phải duy trì sự tập trung. Indo sẽ gặp Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 12 theo giờ Hà Nội. Đội bóng giành chiến thắng sẽ chắc ngôi đầu bảng B. Và chia sẻ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.